Xin kính chào toàn thể anh em khách quý và anh em kích thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Tiếp theo những video trước ha. Hôm nay mình xin vừa nhận được con máy của khách hàng ha, anh An Giang ha. Anh Lam ha, anh Lam An Giang. Tình trạng của con máy anh mình kiểm tra là thấy nó bị vô nước ha, nước cháy biến áp nè, xài cháy bốc khói vô này luôn nha. Ở nhà tháo sau là hoặc nó cháy gì nè, nó bung hết trơn nè. Mới mua hàng cũng chưa xài quá ha. Này muốn anh chắc anh chấm nhà rồi ha. Mua hàng không đủ độ, nó không có chị nó quýnh cục lại nha nè. Rồi mình cũng quay cho anh Lam biết ha, máy anh cháy nó biến áp nha. Anh xin phép can thiệp và kiểm tra cái dàn đồ và cái quán biến áp cho anh nha. Biến áp cho ăn là cháy rồi. Khét đen này luôn mà. Rồi những con máy mà anh em mình có đặt bên bên mình ha, đã có chậm trễ anh em cũng thông cảm cho mình ha. Cái này cũng chung anh em cũng hiểu là cái mùa dịch hàng nó hàng quá nó hơi chậm nha anh em. Anh em nào có đặt vui lòng thông cảm mà đợi cho mình nha. Tại vì mùa dịch mà anh em mình cũng cố gắng tranh thủ tiếp tục cố gắng làm tranh thủ cho anh em ha. Rồi khi nhận khi khi con máy hoàn thành mình sẽ liên hệ với anh em. Cảm ơn anh em đã xem video.